Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy với bài tập toán lớp 2, tập 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 52. Làm quen với phép nhân, dấu nhân. Bài số 1. Xem hình rồi nói và viết phép nhân theo mẫu. Chúng ta xem hình này, 1 2 3 4 5. 5. Mà chúng ta có 3 hình 1 2 3. Giờ ta lấy là 5 lấy được 3 lần. 5 là nhân cho 3 là bằng 15. Chúng ta qua bài tiếp theo. Câu A. 4 lấy được 5 lần. Giờ ta lấy 4 là nhân cho 5 là bằng 20. Câu này là 1 2 3 4 5 6. 6 mà chúng ta lấy 2 lần là 2. 6 lấy 2. 6 nhân cho 2 là bằng 12. Bài này nói phép nhân kết hợp với mẫu tranh vẽ. Vậy là cái vị trứng này chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vị trứng này chúng ta có là 6 trứng. Mà chúng ta lấy là 1, 2, 3. Vậy là 6 thì nhân cho 3. Đây, cái này 6 nhân 3. Cái này là chúng ta có là hai cái nhóm sữa 1 2 3 4 5. 5 chúng ta nhân cho 2, hai lóc, hai nhóm. Rồi 1 2 3 4, giờ cái này là 4 4, thì chúng ta sẽ có là 1 2 3 4 nhân cho 3 này vào đây. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 3. Vẽ các chấm tròn thích hợp với mỗi phép nhân theo mẫu. Đây là 3 cái nhân cho 5, 1 2 3, một cái khung này là 3, mà 1 2 3 4 5. 5 cái khung này. Đây là 3 cái nhân 2. Đây là 1 2 3. Vậy chúng ta sẽ có là 2 ha, 1 2 3. Rồi bên này là 4 là nhân 3. Vậy chúng ta sẽ có là cái khung này là 4 chấm tròn. 1 2 3 4. 4 và chúng ta sẽ vẽ 3 cái. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Rồi cái này là 5. 1 2 3 4 5. Như vậy chúng ta vẽ 4 cái này. 2 3 4. Rồi, 1, 2, 3, 4. Rồi, cái này là 5. 5 chấm tròn. Và chúng ta vẽ 5 cái. Đó. 2, 3, 4, 5. Rồi, như vậy chúng ta đủ. Nó qua bài số 4. Xem tranh rồi thảo luận phép tính của quân và thư. Theo em, bạn nào nêu phép tính đúng? Rồi, là bạn này là bạn quân. Là 6 là nhân cho 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái đĩa này có 6 cái bánh. Và chúng ta có 2 cái đĩa. Còn bạn này là 6 ta cộng 2, không phải, sai rồi. Giờ là bạn quân đúng này.
Bạn Quân. Đúng. À. Bài câu B. Kể một tình huống có sử dụng phép nhân trong thực tế. Ví dụ như chúng ta sẽ có là có 3 chiếc xe đạp nè, có 3 chiếc xe đạp. À, mỗi xe đạp là có 2 bánh xe. À, như vậy chúng ta sẽ có là bao nhiêu, tổng cộng là có bao nhiêu chiếc xe? Vậy có bao nhiêu bánh xe? À, chưa lái là ba chiếc xe mà có mỗi chiếc xe là 2 bánh, như vậy chúng ta sẽ có là 6 bánh xe. Hoặc có thể là mẹ thường thường là mấy ngày mà rằm mùng một thì mà, hoặc là Tết lễ cúng rồi, cúng giỗ rồi thì mẹ hay mua trái cây hoặc là bông hoa, thì chúng ta cắm vào những cái lọ hoa hoặc là trên cái đĩa. À, thì mấy cái đó thì thường thường người ta sắp đều. À, ví dụ như là mua trái cây về chúng ta xếp trên cái đĩa chẳng hạn như 3 trái hoặc là 5 trái hoặc là 6 trái một đĩa, mà chúng ta chẳng hạn như xếp 3 đĩa như vậy rồi chúng ta nhân lên. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.